Hello anh chị, em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng cập nhật và báo giá cho chị tất cả những mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi trong tài chính từ 400 triệu đến trên 700 triệu đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương nhà An, cơ sở gầm cao anh chị nhá. Video này sẽ dành cho những anh chị quan tâm về 5 chỗ gầm cao. Xin kính chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thư giãn thoải mái xem kênh của em An. Và mong rằng anh chị sẽ luôn đồng hành, tương tác và ủng hộ kênh cho em An anh chị nhá. Hãy cho em An một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn nút chuông bên cạnh để chúng ta có thể cập nhật liên tục các mẫu xe về tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và cửa hàng nhà em An có vị trí tọa lạc tại số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Anh chị lên siêu thị ô tô Bình Dương nhà em An thì gần sân Google Maps siêu thị ô tô Bình Dương là ra thôi. Rồi và ngay sau đây em An sẽ vào giới thiệu nhanh những mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi đang có sẵn tại showroom. Và anh chị nào mà đang cần video chi tiết, cần hình ảnh chi tiết thì hãy nhắn tin cho em An vào số hotline 0943 444 550 và 0968 390 391. Em An sẽ cho gửi chi tiết cho chị. Tất cả những chiếc xe em An bán ra thì đều cam kết tuyệt đối bằng 5 tiêu chí vàng này, có văn bản kèm theo và đều hỗ trợ chị kiểm tra check test tại bên thứ ba. Và ngoài ra thì những chiếc xe ở đây em An đều có hỗ trợ trả góp cho những chiếc xe đời 18, 19 trở lên đấy chị nhá. Và chị cần tư vấn góp thì cũng vui lòng inbox trực tiếp vào số hotline em An. Và khi mà anh chị bớt chút thời gian của mình thiện chí lên xem xe, chắc chắn anh chị sẽ mua được chiếc xe đó, được không ạ? Bởi vì sao? Em An luôn dành cái giá tốt nhất cho những anh chị nào thiện chí lên xem xe trực tiếp tại showroom, được không ạ? Rồi, ngay sau đây sẽ là những mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi. Chiếc xe đầu tiên giới thiệu chị là một mẫu Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn sản xuất và lăn bánh năm 2022. Động cơ sẽ là 1.5 tiêu chuẩn sổ nhập Indo. Chiếc xe này của em An thì hiện tại đang đi là 44.000 km và mức giá đang là 583 triệu. Điều đặc biệt đây là chiếc xe đã được bác chủ xe lên màn hình cam 360 rồi. Nội thất sẽ là màu đen nguyên bản, dàn vỏ sẽ là theo xe. Bên cạnh em An là một cặp xe đến từ thương hiệu Toyota, một cặp Corolla Cross đây chị nhá, bản G và bản V. Chiếc màu trắng này là bản G22, xe mới chạy chuẩn chỉ cho chị là 34.000 thôi. Dòng Corolla Cross là một cái dòng xe có công nghệ an toàn rất là đầy đủ luôn, thiết kế đẹp. Và Calamen sẽ quay trong nội thất của chiếc Corolla Cross này cho chị tham khảo. Xe mới đi 34.000 thôi, màu trắng, cảm biến trước sau. Xe này nội thất sẽ là màu nâu chị nhá. Xe cũng đã được trang bị sẵn cho chị là màn hình cam hành trình đầy đủ hết cho chị rồi. Corolla Cross phiên bản G sản xuất và lăn bánh năm 2022. Mẫu xe này thì hiện tại BMW đang chào bán với mức giá là 720 triệu đồng cho chiếc Corolla Cross này, bản G nhé chị nhé. Ok. Đó. Xe đẹp liền lạc không lỗi, anh chị cứ check test giùm em An, 34.000 thôi. Bản G thì sẽ là mâm đúc thôi chị nhé, mâm đúc thôi. Corolla Cross phiên bản G sản xuất và lăn bánh năm 2022 nhập Thái Lan. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ sử dụng động cơ là 1.8 nhưng mức tiêu nhiên liệu dao động khoảng hơn 7 lít thôi. Các bạn, màu trắng nguyên bản nhá. Và đây chiếc Creta này thì với động cơ 1.5 thôi, 5 chỗ gầm cao, nhưng mà em này thì có một cái lợi thế là chiều dài cơ sở khá là ấn tượng, thiết kế cũng rất là trẻ trung bắt mắt. Gầm cao, dàn vỏ theo xe, đây cho chị tham quan qua nội thất của chiếc Creta này. Creta thì nội thất sẽ là ghế da nguyên bản và Creta ở cả 3 bản, dù là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt hay cao cấp thì cũng sẽ không có ghế điện và cửa sổ trời chị nhá. Đấy. Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn sản xuất và lăn bánh năm 2022. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025 anh chị ạ. Ok. Creta tiêu chuẩn. Tiếp theo bên đây là một chiếc Corolla Cross phiên bản V anh chị nhá. Bản V thì là bản cao nhất, cao thứ hai so với thứ tự của Corolla Cross, vì là Corolla Cross thì có 3 bản, bản G, bản V và bản hybrid, bản xăng điện. Đấy. Bản V sẽ có cam 360 này, có mâm phay và cũng được trang bị cảm biến trước sau. Và ngoài ra thì ở bản V sẽ được trang bị thêm cho chị như là cửa sổ trời và ghế chỉnh điện. Đấy. Màu xanh chị, xanh này khá là đẹp chưa ạ, xanh ngọc. Xe đang đi là 50.000 km thôi. Bản này sẽ được trang bị lốp Michelin nha chị nhá. Lốp Michelin luôn là cái dòng lốp mà được đánh giá rất là cao về chất lượng, về trải nghiệm. Ok, đây, màu đen nguyên bản chưa. Giá bán hiện tại em An đang để cho chị là 698 triệu cho chiếc Corolla Cross này phiên bản V 1.8V sản xuất và lăn bánh năm 2020.
Đấy, xe mới đi 50.000 km thôi, cũng còn rất mới đúng không ạ? Đấy. Em An còn một chiếc bản V22 bên trong kia, lỡ lát em An sẽ quay cho chị. Đấy. Và khu vực để đồ đây, cho chị coi. Đây khu vực để đồ của Corolla Cross đây. Rất là thoải mái đúng không chị? Tha hồ chị để đồ này. Rất là sâu, rộng rãi. Đấy, với chiếc gầm cao 5 chỗ này thì sự để đồ nó quá thoải mái rồi. Bánh dự phòng và bánh nhỏ chị nhé, đồ nghề đầy đủ hết. Đấy. Sạch đẹp rồi. Ngoài ra thì đây, đây chiếc V bên đây đây chị này. Corolla Cross à, phiên bản V này, 1.8V này, sản xuất và làm bánh năm 2022. Em này thì trang bị đầy đủ hết như là lốp Michelin này, nguyên bản rồi. À, bản V chiếc này thì rất là lướt đây chị ạ. Đấy. Đây. Đấy, biển 65, xe còn mới này. À, 20 và 22 nhá. À, đều là màu xanh hết đây chị ạ. À, em xe này của Aman thì hiện tại đang lăn bánh là 24.000 km thôi. À, và giá bán là 780 triệu đồng cho chiếc Corolla Cross à, phiên bản V. 780 triệu chị nhá, 780. À, đây, cho chị tham quan nội thất này. À, màu nâu, à, màu nâu nguyên bản. Ok, bản V nha chị nha, 22. À, xe này của em An đã có mức giá cho anh chị là 780 triệu đồng cho chiếc Corolla Cross V2022. Xe mới đi 24.000 km thôi, nên là chất lượng thì còn rất là tuyệt vời đúng không chị? À, đây là nhà em An này, chị có nhiều lựa chọn lắm, đa dạng đủ tầm tiền. Kia Soulet, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ nhỏ, gọn gàng, linh hoạt, option cũng đầy đủ và thiết kế rất là trẻ trung. Em này của em An là phiên bản 1.5 Premium. Bản này là bản cao cấp nhất đấy chị ạ. Bản này sẽ được trang bị sẵn chị như là đèn led này, cửa sổ trời, ghế điện. Đấy, đây là bản cao nhất trong 3 bản của Kia Soulet 1.5. Em này cũng là cái dòng xe 5 chỗ cỡ nhỏ, rất là được ưa chuộng bởi tầm tiền vừa phải, không quá cao, và làm chiếc xe khá là linh hoạt khi mà dành cho những gia đình ít người, trẻ tuổi và thường xuyên di chuyển trong đô thị, thì đây là một cái dòng xe cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, tay cửa đều mạng chrome với chị nhá. Đấy, Kia Soulet phiên bản 1.5 Premium 2022. Xe đang lăn bánh là 32.000. Và xe này thì em An cũng chia sẻ thêm là bác chủ cũ bác cũng rất là cẩn thận, bác đã lên cách âm tất cả cánh cửa cho chị rồi. À, lên cách âm và hầm bánh luôn. À, và tiếp theo là bên trong này anh chị có thể chi tiết những chi tiết cục kèn này, bác chủ cũ bác ấy cũng đã dán siêu ni lông đầy đủ hết cho chị rồi. À, cho mẫu Kia Soulet này 2022 1.5 bre 569 triệu là mức giá chưa thương lượng cho chiếc Kia Soulet. Và chị thử xem rằng phần khoang hành lý của chiếc Soulet có thoải mái không nhá. Đây, khu vực để đồ đây. Ấn tượng chưa ạ? Thoải mái đúng không ạ? Để đồ thoải mái luôn rồi. À, bánh dự phòng là bánh lớn chị nhá. Đấy. Soulet em An còn một chiếc màu trắng nữa. Đấy, Calamet sẽ quay vào chiếc màu trắng luôn bên trong kia. 569 và em màu trắng này cũng là bản 1.5 bre và đồng giá là 569 triệu nha chị nhá, màu trắng đây. À, xe này thì mới đi 28.000 thôi. 28.000 km, 28.000 thôi ạ. Đấy. Cho chiếc Kia Soulet của em An 28.000. À, quá mới rồi. À, tất cả đều là những chiếc xe còn cái km nó khá là hợp lý để chị được tiếp cận. Đời cao. À, em xe này thì em An quan sát là bác chủ cũ đã lên sẵn cho chị một cái bậc lên xuống rồi. Hai cái bậc lên xuống hai bên rồi chị nhá. Đấy. Màu trắng thì sẽ tiếp cận được nhiều với chị hơn. Đúng không ạ? 28.000 thôi. À, và đây là cũng là bản Bre nha chị ạ. Bản này bản cao cấp nhất rồi. Option nhiều nhất rồi. À, xe thì còn hai mấy nghìn đây là nội thất nó còn quá mới luôn để chị trải nghiệm luôn ạ. Kia Soulet 1.5 Premium 2022. Đăng kiểm một đến tháng 2 năm 2025 anh chị ạ. Xe đi 28.000. À, mới quá rồi đúng không ạ? Đồng giá 569 đấy chị nhá, đồng giá 569 triệu. À, rồi chúng ta đi ra bên đây xem còn mẫu gầm cao 5 chỗ nào không. Đây, mời chị ra ngoài này với em An với Corolla này, Corolla em An còn hai chiếc này. Corolla này của em An là 1.6 turbo nhá. Sản xuất và lăn bánh năm 2020, 1.6 turbo rồi chị ạ, bản cao cấp nhất của Hyundai Corolla. Dòng này thì với động cơ 1.6 thì nó là một chiếc xe có cảm giác lái rất là hay, mức tiêu nhiên liệu tốt. À, và cũng là cái mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi nhỏ gọn và chạy thì cực phê rồi. À,
Em này ở bản này sẽ được trang bị thêm cửa sổ trời chị nhá. Đấy, ghế điện này, rồi cảnh báo điểm mù trên gương, có cho chị như là cảm biến xuất lốp, zin theo xe. Được chưa ạ? Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo, sản xuất và làm bánh năm 2020. Em này thì nó làm hơi lâu lâu, nên là chị nào mà đang quan tâm về chiếc này thì alo em An để có giá tốt nhất nhá. Những chiếc xe nào mà em An lưu ý là làm lâu thì anh chị quan tâm sẽ có giá yêu nhất cho chị luôn. Em An sẵn sàng để giá cực tốt cho chị. Tiếp theo bên đây thì em An đây, cái chiếc Creta này nữa chị này. Creta tiêu chuẩn đây chị này. Em này thì cũng mới về thôi, đi hơn 3 vạn. 22 tiêu chuẩn. Đấy. Chiếc này là Hyundai Creta tiêu chuẩn 22. Em xe này thì hiện tại cũng đang có mức giá là 589 triệu. Nó mắc hơn em kia mấy triệu thôi. Đi ít hơn, đi 34 nghìn này chị nhá. Nội thất thì vẫn giống như chiếc tiêu chuẩn kia thôi ạ. Đấy. Mâm vỏ theo xe 34.000 km nguyên bản. Hyundai Creta tiêu chuẩn 2022. Số km hiện tại đang là 34.000 km. Giá em An để trên mẫu xe này là 589 triệu. Hợp lý đúng không ạ? Đấy, xe chưa dọn gì luôn. Em này là mới về đấy ạ. Mới về nó còn rất là mộc, nhưng mà cái chất xe thì đẹp, không phải làm gì luôn. Em này bên em An sẽ vẫn sẽ đánh bóng, rửa dọn sạch sẽ cho chị để trước khi mà đến tay chị nó là một chiếc xe đẹp nhất có thể đúng không ạ? Mời chị vào đây với em An đây ạ, mời chị vào đây. Với một chiếc xe chỉ 400 hơn thôi. Đây, chính xác là 418 triệu cho chiếc MGZS 2020 phiên bản Comfort bản tiêu chuẩn đó chị ạ. Dòng này là cái dòng xe thương hiệu của Trung Quốc nhưng mà sản xuất tại thị trường Thái Lan và nhập về Việt Nam. 1.5 chạy cũng khá ổn. Nói chung là trong cái tầm tiền này em An nghĩ rằng thực sự là hợp lý. Đời cao này. Em này của em An thì hiện tại đang đi hơn 4 vạn 46.000 km. 418 triệu thôi cho chiếc MGZS 2020. 418 này chị có xe rồi, rẻ quá rồi đúng không ạ? Mà hỗ trợ banh được nhá, anh chị bỏ ra chiếc này chỉ hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu là có xe rồi. Đấy. 418 triệu. Đó, 418 triệu cho chiếc MG này. Anh chị hợp lý đúng không anh chị? Đây em An có một chiếc đây Mazda CX-5 đi ạ. Mazda CX-5 này là 2014 này, chiếc này cũng làm lâu lâu nên là sẽ có giá tốt cho chị này. 2014 2.0, chiếc xe của em An thì đang lăn bánh là hơn 6 vạn thôi. Phải nói là một chiếc xe đời 14, như cái chất xe này, Alamen quay sát đây giúp anh, còn rất là sáng, nó không bị ố vàng, nó không bị rạn nứt đấy. Mâm lốp dày, mâm mới đấy, đẹp không ạ? Và nội thất thì lên cả cho chị như là màn hình, cam hành trình đầy đủ hết cho chị luôn. Ở trên chiếc Mazda CX-5 này, 2014 đấy chị nhá. À, 2014 này. Giá bán hiện tại đang là 476 triệu, 476 chị nhá. Cho chiếc Mazda CX-5 của em An. Thiết kế Mazda CX-5 thì rất là ok rồi đúng không anh chị? Gọn gàng, trẻ trung. Ngôn ngữ thiết kế thì nó không có thay đổi quá nhiều. Mặc dù có thể 2024 đến 2014, 10 năm rồi. Nhưng mà anh chị thấy không ạ? Nó cũng không hề lỗi thời một chút nào về ngôn ngữ thiết kế. Rất là gọn gàng, đẹp mắt đúng không ạ? Đấy. Đây, một chiếc Tucson cũng nằm lâu lâu nên là sẽ ở trong diện là giá tốt nhá. Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt 2017. Chiếc này của Eman thì được trang bị cho chị như cốp điện, cửa lóc toàn cảnh, panorama. Đấy, rửa đèn. Xe đang đi 94.000, tên tư nhân một chủ đầu. Em này là chủ xe ngay Dĩ An Bình Dương luôn đấy chị ạ. Ngay Dĩ An Bình Dương nhà Man luôn. Tucson 2017. Phiên bản 2.0 đặc biệt, có cam hành trình, cam màn hình Android đầy đủ hết. Nội thất màu kem nguyên bản. Em này thì chất tương đối nhá, nó cũng không quá xuất sắc đấy.
628 triệu và chị nào mà đang yêu thích mẫu này thì sẵn sàng lên Eman để lấy về nhá. Có giá thu hồi vốn luôn cho chị ở trên tuyến Cúc Sơn này. Đó. Cola 2.0 đặc biệt cũng chỉ có hơn 400 thôi, 486 triệu là giá chưa thương lượng này cho chiếc Hyundai Kona bản 2.0 đặc biệt sản xuất và lăn bánh năm 2019. Đấy, ở bản này thì sẽ thiếu mất cửa sổ trời thôi, còn vẫn được trang bị như là mâm phay, ghế điện và ghế da nội thất màu đen nguyên bản. Đó. Hyundai Kona chị nhá, 2019 à, phiên bản 2.0 đặc biệt. $486 triệu là mức giá Eman đang niêm yết ở trên chiếc Hyundai Kona này. Đó. $486 chị nhá. Đó, được chưa? Chiếc xe cuối cùng Eman giới thiệu chị là một chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium 2019, xe này đang đi hơn 5 vạn km thôi. Rất là ít đây chị nhá. 428 triệu trong chiếc xe màu dạng màu vàng đồng chị ạ. À, một chiếc gầm cao cỡ nhỏ nhà Ford. À, dòng này chạy rất là hay. À, gọn gàng nhưng mà động cơ rất là mạnh mẽ chị nhá. À, bản này là bản cao nhất, có khóa đầy đủ thông minh, có cửa sổ trời. À, ô tô hiện tại đang ở 53.000 thôi. À, em này nội thất còn rất mới này. À, Calamen sẽ quay cho chị coi nội thất. À, 428 triệu là đã tiếp cận một chiếc gầm cao 5 chỗ số tự động nhà Man rồi. 2019 đấy chị nhá. À, Ford EcoSport phiên bản Titanium một cầu. Đó. 2019. Đây ạ. À, xe đẹp quá đúng không anh chị? Anh chị có thể thấy nhìn này. Nhìn cái bề mặt sơn này anh chị ạ. À, đèn này. Ôi trời ơi, nó mới. À, hay cái mặt ga lăng Calamen quay sát đây giúp anh để cho chị coi này. Cái phần đèn pha này hay là cái mặt mạ chrome này. Phải nói là cái chất của chiếc xe này thực sự rất đẹp. Nhìn cái là thấy mê luôn. À, đúng không ạ? Tầm tiền thì quá tốt rồi. Vẫn hỗ trợ banh được anh chị nhá. À, ok chị, Eman vừa gửi đến tất cả chị khách hàng thân yêu của Eman tất cả những mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi tài chính từ 400 đến trên 700 triệu đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương nhà Eman. Anh chị yêu thích quan tâm về mẫu xe nào đừng ngần ngại, hãy ủng hộ Eman, hãy lên trực tiếp showroom nhà Eman xem xe, chạy trải nghiệm xe, chúng ta có thể thương lượng giá với nhau vô cùng dễ dàng anh chị nhá. Một nữa cảm ơn chị, và anh chị cần Eman quay chi tiết mẫu xe nào, cần Eman quay những mẫu xe trong tài chính khoảng bao nhiêu, hãy để lại comment phía dưới, Eman sẽ sắp xếp thời gian để quay theo yêu cầu của anh chị nhá. Một nữa thì cảm ơn chị rất nhiều đã đồng hành và theo dõi video của Eman. Giờ này thì xin chào, gặp lại chị.